khoảng hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới rồi, nhưng mọi người có biết rằng là chỉ có Việt Nam mình bị nhiều những cái đặc sản như vậy, mà đặc sản đúng nghĩa là đặc sản. Và bây giờ chúng ta hãy mỗi người giúp một tay bằng ngay kiến thức của mình để làm, để tôn vinh cái đặc sản, cái kết tinh, cái giá trị lao động của người nông dân Việt Nam nói chung, mà trong đó không ai khác chính là cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta. Đặng Hiếu nói là hâm mộ Xuân Bắc lắm, cảm ơn bạn rất nhiều. Chốt đi. Hâm mộ là phải chốt đơn đấy ạ. Comment các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình chương trình. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ nên nhớ rằng là đơn hàng từ 300.000 trở lên chúng ta sẽ được re-ship đấy các bạn ạ.